BF không có điểm. Rồi những cái điểm còn lại thì nó sẽ giảm dần theo cái vị trí của nó. Ví dụ như A thì 75, B cộng thì 50, B 30. Thông thường mình đi học á thì mình chỉ có được A và B cộng thôi, thì mình được 75, 50 thôi. Thì nó sẽ tính theo điểm. Bạn nào mà càng nhiều điểm nhất á thì bạn đó sẽ lên top nha, lên top 1 nha mọi người. Rồi bạn nào mà học giỏi full A cộng á thì một tiết như vậy đó các bạn sẽ được 5 đúng không? Một buổi học thì các bạn sẽ được 5 tiết đúng không? Full A cộng thì các bạn sẽ được 5 xị. Wow, cố lên các bạn ơi. Một câu chuyện buồn các bạn ơi. Thì nói chung á là cũng lâu lắm luôn rồi á, mình mới mở tiệc nha. Thì hôm nay mình mở tiệc á thì mình được lên bảng xếp hạng, mình được 60 người. Tôi mới mở cái 60 người các bạn. Đây các bạn coi nè. Thì các bạn biết lý do tại sao mình quay cái clip này không? Chuyện là như thế này. Đó, các bạn thấy cái tên của tôi không? Thấy cái tên của tôi không? Cái tên của mình nó không còn tím nữa. Thì sau khi mà cái tên của mình nó không còn tím nữa thì những bạn mà thấy mình mở tiệc á, các bạn mới vào nhà của mình. Xong rồi các bạn mới bảo là một câu là thằng Thịnh phai kia. Chóa Thịnh phai kia. Sao mày dám phai anh Thịnh của tao? Anh Thịnh của tao level 18 mà, anh Thịnh tao tên tím mà. Mày tên xanh mà dám phai. Trời ơi, hồi sáng vô mình bị chửi tè le luôn các bạn ơi. Nói chung là các bạn bảo là mình phai chủ yếu là cái tên của mình nó không còn tím nữa nha. Thì cái tên của mình nó hết tím một cái là mình không còn ai chơi luôn, thật sự. Sau khi mà cái tên của mình nó không tím một cái nữa thì các bạn toàn bảo mình ủa anh Thịnh phải anh Thịnh không vậy? Có nghĩa là trước giờ là mình chơi game là tên của mình lúc nào nó cũng tím mọi người. Mà bỗng dưng một ngày tên của mình nó không còn tím nữa thì ai cũng kiểu như là nghi ngờ. Nghi ngờ không biết đây có phải là ông Tịnh hay không nữa. Buồn các bạn ơi, tôi không tin được. Thì ra là bấy lâu nay các bạn chơi với mình chỉ vì mình tên tím thôi. Không có ai chơi với mình bởi vì mình là Thịnh Yuka hết mọi người. Rất là buồn các bạn ơi, không biết nói sao hết mọi người. Tự dưng cái tên của mình nó hết tím một cái không ai chơi luôn. Coi như là mình cũng đã thử lòng mấy bạn rồi. Để mà biết được bộ mặt thật của mọi người. Mọi người nghỉ chơi với tôi rồi. Buồn quá. Mất tên tím có một ngày thôi. À đâu, chưa được nửa ngày nữa các bạn ạ. Mất có mấy tiếng thôi mà mình mới nhận được bộ mặt thật của vài người. Trời ơi, tôi mất tên tím có một tí thôi mà có vài bạn đã xa lánh mình rồi, không chơi với mình nữa. Bởi vì là mình không còn tên tím nữa. Các bạn đã bảo mình là faker thì mình đã quyết định nạp lại tên tím các bạn ơi. Rồi ok. Thì tên đã tím. Tên đã tím rồi nha các bạn ơi. Ok, tên của mình đã tím lại rồi. Tên đã tím lại để các bạn chơi lại với mình đi mọi người ơi. Trời ơi, nghĩ sao cái tên nó không tím có một bữa thôi mà mọi người xa lánh mình luôn. Rồi, bây giờ thì tụi mình sẽ đợi trời sáng, xong rồi tụi mình sẽ vào trường học để mà quậy trường học nha. Hôm nay quyết tâm là quậy hiệu trưởng một bữa. Nhưng mà trước khi quậy thì mình sẽ đi lấy cái thuyền rồng nha mọi người. Bữa nay mình nhận được thông tin của Animin rồi. Nạp gót flash mới, mở auto ra thuyền rồng. Ok luôn. Test xem thử là có đúng hay không. Còn hai gói cuối cùng nữa. Hả? Trời, một cái cuối cùng nữa. Úi trời ơi, Wisma, tại sao các bạn ơi, nó không ra thuyền rồng nữa. Để coi các bạn có nói gì hay không nữa mọi người. Ok, ghê vậy trời, có gì đâu. Trời, vô. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là cái tấm thẻ quyền năng của mình. Thì tấm thẻ này sẽ giúp cho mình học giỏi hết tất cả các môn luôn. Thì nếu như bạn nào mà sở hữu cái tấm thẻ vàng này á, là cái tấm thẻ của Doraemon nha, có thể giúp cho tất cả các bạn là thông thái hết tất cả các môn luôn. Môn nào các bạn học cũng giỏi hết, các bạn cứ tin mình đi. Ok, rồi, bạn nào mà có tấm thẻ này thì bảo đảm luôn, bây giờ các bạn đi học thì môn nào cũng dễ hết mọi người. Rồi, giờ tụi mình thì đã có mặt ở trong trường rồi. Bây giờ thì sẽ đợi cái môn đầu tiên nó xuất hiện cái đã các bạn ơi. Nhưng mà trước khi xuất hiện thì ủa có tên tím rồi kìa. Anh mới xin tên tím. Cụ thể là hồi sáng giờ mình không có tên tím, thế nên là các bạn cứ thắc mắc cái tên của mình đâu rồi. Mọi người cứ bảo mình faker không à, buồn ghê các bạn. Thì trong lúc mà đợi trường học mở cửa thì mình đi mua cái tên tím mới nha mọi người, để cho nó uy tín hơn một tí. Tại vì trước giờ mình toàn tên tím biết, nên là các bạn cứ kiểu như là quen với lại cái tên tím của mình rồi á. Mình tên xanh các bạn không quen hay sao á, buồn ghê tôi. Ok, tiết học đầu tiên đó chính là tiết sinh vật nha mọi người. Rồi, vào lớp hết đi mọi người ơi. Sáng nay là mình rủ nguyên team của mình đi học nha. Mình không biết là mình sẽ được cái gì đây. Hồi nãy mình lỡ bốc phát với lại các bạn là mình có tấm thẻ quyền năng của Doraemon rồi. Bây giờ mà học được điện ép chắc mấy bạn cười é chảy luôn mọi người. Rồi ok, vô nè. 3 giây nữa nè. Đây là tiết mà mình cũng thấy là khá là căng thẳng nha. Rồi bắt đầu. Ôi cái này trời ơi, u là trời. Huh?
Ok. Trời, căng thẳng thế nhờ. Ôi, 213 điểm, 213 điểm. Oh my, chuối được A các bạn ơi. Trời ơi, mấy bạn học ghê vậy. 270 điểm hoàn tất, 256 điểm, 250 điểm. Được A các bạn ạ. Cái môn này đúng là nó phải nói là nó hài thật sự. Nhưng mà mấy bạn được 270 điểm là hơi bị kinh luôn á, thật sự. Trên 270, cái này match bao nhiêu điểm nhờ các bạn nhờ. Rồi, tiết học tiếp theo, đó chính là tiết nối hình vẽ nha mọi người. Cái môn này thì phải nói là nó siêu đơn giản. Ôi, cũng được kìa, cũng được hả? Cái này nè, nếu như mà các bạn chơi điện thoại thì mọi người sẽ kéo nó nhanh hơn nha. Chơi máy tính mình kéo nó cứ bị trượt ra ngoài hoài à. Ok, quá đơn giản luôn em ơi. Quá dễ luôn, okay. Cái môn này thật sự là nhắm mắt cũng chơi được nữa, môn này quá dễ đối với mình. Môn nào khó hơn đi. Môn nào khó hơn đây. Ơ trời 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 trời. Khoan. Cái khúc này tôi thấy nó hơi sai sai này. À trời ơi, cái khúc đó thôi mà nó cũng làm khó mình nữa. Đấy. Cảm giác lần đầu tiên đi học của ông Thịnh như thế nào? Quá căng thẳng luôn các bạn. Quá căng thẳng luôn. Bởi vì là hôm nay á mình học toàn mấy môn khó khó không à. Ok luôn. Rồi. Rồi, đấy, nhẹ nhàng thôi. Ê. Khoan từ từ từ. Khúc này mình thấy nó hơi lạ lạ nha. Hơi sai sai nha. Ê, nổi lên. Hơi sai sai nha. Ok, 4 giây chắc không kịp các bạn ơi. 4 giây chắc không kịp rồi. 4 giây nữa không kịp rồi. Trời ơi. Kéo máy tính nó lâu quá các bạn ơi. Cái này mà chơi điện thoại là mình kéo hơi bị nhanh luôn á. Lại được A nữa. Cán gì trời. Lại được A nữa. Trời ơi, Gen được 21 cái. Khánh được 20 cái. Kha được 19 cái. Ok. Rồi các bạn hay rồi. Tiếp tục được A nha mọi người ơi. Let's go. Vô. Tiếp theo đó chính là cái tiết nấu ăn nha các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình chưa có một cuốn A cộng nào luôn á. Thề. Ráng lấy A cộng các bạn ơi. Lần thứ đây chắc cũng phải lần thứ 3, thứ 2 gì mình đi học nha. Lần này thì mình phải quyết định mình lấy được con A cộng nha mọi người. Chứ toàn A thế này thì chắc không làm sao mình có top nổi. Lên. Yo. Sẵn sàng đâu này. Team của mình chơi hay quá. Các bạn trong team mình chơi đúng hay luôn á. Rồi hoàng luôn. Rồi xanh. Rồi đấy. Xanh, tím, xanh. Ôi. Bấm máy tính khó bấm quá. Ok. Rồi. Rồi. Mình tính nha mọi người. Tím, xanh, vàng, tím. Đấy. Ok. Tím, ok. Rồi xanh, tím, okay. Xanh, vàng, tím. Đấy, ui, có tới chưa. Màu vàng, ấy, màu vàng, xanh, vàng à, xanh, tím, đấy, rồi vô. Cam, tiết, quýt, quýt. Càng tới giờ. Ai, mỏi. 1, 2, 3, kích, 2, 2. Trời ơi, khó thấy nhờ. Vô. Ơ, cái này sao vậy? Này. Ok luôn, rồi. Này. Ơ, này. Ui, khó nhìn thế. Này. Ok rồi. Này, ok rồi. Cái này, này. 1, 2, 3. Ok luôn, rồi. Ấy. Ơ, ok rồi. Trời ơi, học xong rồi hả? Ghê vậy. Thế, học lẹ thiệt sự. Bấm mình lú luôn lại A nữa. Thề mấy bạn chơi đúng ghê luôn đó mọi người. Lại A nha mọi người. Càng quá các bạn ơi. Lại A nữa. Lại A. Không được cái A cộng luôn mọi người. Không được cái A cộng nào luôn. Rồi, tiếp theo đó chính là kết hợp thẻ nha mọi người ơi. Cái này thì phải vận dụng trí nhớ thôi. 1-1 nè. Rồi, 1-1 nè. Rồi, 1-1 nè. Rồi, 1-1 nè. Ok luôn. Lụm tiền. Lụm tiền nè.
lụm tiền nè. Cái môn này là cái môn đòi hỏi các bạn phải nhớ. Ơi, cái khúc này mình quên mất tiêu rồi. Đang nói chuyện liên tinh tôi quên mất anh em. Tập trung lấy A cộng môn này cái. Tập trung lấy A cộng cái đi. Cái khúc này. Thôi, quên mất tiêu rồi. Cái chỗ đó nó rối thế nhờ. Tập trung lấy A cộng cái. Ấy, tập trung lấy A cộng cái. Quên. Cày thế nhờ. Hết lẹ vậy, hết sớm vậy, chưa thấy xong mà. Trời ơi, được bê cậu các bạn ơi. U là trời. Tôi được bê cậu các bạn ơi, nguyên cái tem của tôi. Trừ Gen ra, trừ Khánh ra, trừ Bun ra, trừ Cam ra thì A cộng hết. Còn lại tụi mình toàn là B cộng hết luôn. Cái môn này đúng hách não. Rồi, tiếp theo là tiết mỹ thuật. Mà cái tiết này hình như là mình chưa có học bao giờ hay sao. Mình cũng không nhớ đâu mọi người, quên mất tiêu rồi. Ok. Trời, cái tiết này tôi học thì mình ghét nhất cái tiết này luôn á. Học. Mọi người thông cảm nha, chơi máy tính khó kéo quá. Hả? Trời ơi. Ok. Cuối cùng thì mình cũng đã xong cái môn này. Ôi là trời, lần đầu tiên tôi được A cộng một môn các bạn ơi. Tưởng đâu khó lắm, hóa ra là dễ nha. Cái này nếu như mà các bạn chơi điện thoại thì cái tay các bạn lướt nó nhanh hơn nha. Còn chơi máy tính thì nó chậm hơn nha mọi người. Rồi, A cộng nha mọi người. Ngon lắm. Blem. Trời ơi, nãy mà cái môn kia mà tôi được A rồi, nãy giờ tôi full A rồi. Được A cộng nha mọi người. Nói chung thì lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba mình đi học thì như thế này cũng tạm ổn rồi mọi người. Cũng không thể trách được các bạn. Mình mà sao lại so với lại những bạn mà đi học thường xuyên được. Khó lắm mọi người ơi, mấy bạn kia bây giờ là mình nhớ hết mặt chữ luôn, nhớ hết đáp án luôn, mấy bạn nó là nhớ hết tất cả mọi thứ luôn. Đây, để mình ra trường mình xem thử nha. Nói chung là mọi người là nhớ hết tất cả các cái mặt chữ rồi. Các bạn chỉ cần nhắm mắt các bạn chơi nó cũng quen tay nữa. Khó tế nhờ, nên là mọi người phải luyện nha. Luyện thật là nhiều vào thì mới có thể mà solo cái môn này được. Chứ cái môn này đòi hỏi là các bạn phải thường xuyên đi học. Các bạn xếp hạng đâu vậy? Đây, các bạn coi này, tôi mới được có 7 điểm à. Thề luôn, mình mới được có 7 điểm à. 7 điểm, oh my god. 7 điểm em ơi, anh được 7 điểm. Trời ơi, từ cái lúc mà có cái sự kiện mà đi học tới giờ á, thì sự kiện của NPC leo các kiểu đó mọi người. À đâu, của Linh Thư đó mọi người. Thì mình mới được 7 điểm nha. Nhờ vậy tôi mới được 7 á, chứ không mà chắc mình cũng không có điểm đâu. 7 điểm này cũng hơi cao đấy. 7 điểm này mọi người. Thấy chưa, 7 điểm rồi nha. Quá đỉnh các bạn ạ. Rồi, các bạn đừng quên tham gia cái mini game ngày hôm nay của mình để mà nhận được mái tóc của mình nha. Rồi, đừng quên bấm like và đăng ký kênh nữa nha mọi người.